Tôi mở hư. Mất tiền không? Mất tiền đã trả rồi. Không có. Nè, bên đây còn đen hơn tôi nữa, thấy chưa? Sao đen hơn tôi vậy? Bỉnh ly à? Chẳng rồi. Ăn gì chưa? Đúng rồi. Ăn sáng sớm ăn cơm rồi đặng mình sớm sớm mình đi quay cho người ta. Người đặng đi xuống với Trang. Dạ. Biết chứ, mà tại em ăn no rồi mới ăn hồi nãy ăn cơm. Chứ phải biết gì đẩy qua đây ăn này mình biết mà. Dạ. Dạ, không được rồi. Bữa nay được xuống đây hả? Ờ, 4 xuống rồi. Để nó ra kìa. Trời ơi. Không đâu bà con cô bác ơi, tại cô Đậu Sương đi chợ chị Vinh á là tính bán tóc nhưng mà không có ai mua. Bán tóc chán á. Cái đầu mày. Rồi. Rồi chào. Mình không biết sao mà mới không dám lột nón ra, lột nón ra nó thấy sân bay bay á. Trời ơi, có mưa lột nón gì. Gỡ nón xuống đi, người ta mới nói là con gái. Rồi rồi, tôi sợ người ta thấy sân máy bay của tôi. Tháo nón xuống đi, người ta gọi là con gái, còn mình đội nón là người ta gọi là con trai đây. Không, kệ đi. Bún nước lèo cảm thấy rất là ngon luôn á cả nhà. Ăn bún nước lèo ngon. Hả xương nè. Ủa, tôi coi bên trường ra men. Quá trời ngon nữa nha cả nhà. Mời cả nhà uống nước nha bà con. Dạ. Đen. Túi đen á. Lúc này đỡ thì lúc mà đương cách nhà thì còn mặt còn hơn cái gì nữa. Thiệt á. Đi qua bên đây chút xíu nè. Tại bà con người ta yêu cầu qua bên chợ Trà Vinh. Rồi bắt đầu mới xuống Nghĩa Trang cúng. Ừ. Kém cứt bò. Trong bốt có sao không cho không người ta? Có kem đâu. Bốt ra. Không có bốt kem. Ra. Không có. Có không? Không. Bốt ra cho không ta. Có, không có đâu nè. Không. Bốt ra. Không có. Coi cho không. Chị coi ai có không? Ừ. Ghê vậy. Con ra cho chị hủ ơi. Hủ có không? Cho chị coi ai có cho chị coi hủ ơi. Có không có. Quá đông cả nhà ơi, góp vui luôn ha. Quá trời luôn. Dạ, vui. Dạ, rất là vui. Chị có rễ nó sắp tăng á. Dạ. Mà cũng bán bún không mới kịp quá cả nhà. Bún Trà Vinh ha. Uống nước lèo Trà Vinh rồi kèm theo bánh cống. Kèm theo bánh cống. Ừ, ăn bánh cống luôn. Đúng rồi, ăn rồi no rồi. Ở ăn cơm sớm sớm nè, ăn cơm rồi đặng lên quay á. Ăn cơm. À. Đó, ờ thì cao vậy đó mới ngon đó bún á. Chưa, ừ. Chứ không phải là 15 cái bún. Trời ơi, với cái bàn nhỏ xíu rồi cả nhà. Với cái bàn nhỏ xíu. Ngon không bà cụ? Ngon dữ lắm. Lần đầu xuống đây hả? Chưa, xuống 44 hả? Xuống đây hay gì? Xuống một lần trước thì lúc bà bên Sà Mã, bên chùa Sà Rông Ác đó cũng có xuống nữa. À. Đây là biết con thắng bộ của tụi em con nó nghe. Dạ bà cụ, bốn cái bữa theo mày đó bà cụ. Đấy, ở cái đó bào gì nè, bắp chuối mới bào liền mấy bún nước lèo ngon đó, đúng rồi đó. Chứ còn bây giờ ở bên mình là bây giờ mua bún nước lèo, mua bắp chuối rồi để ngâm rồi tẩy ra là không ngon. Ừ, nó trắng không ngon.
nó đủ cốc rồi đó, đủ gì? Nó đủ rồi, nào? Nó đủ rồi hôm, nổi nó bậy không, đó. Có coi clip của bà không? Coi không? Có coi clip luôn hả? Nhưng mà không ngờ sáng nay lão sư lại xuống cái đây nữa ha. Mà lần đầu tiên ngồi trong chợ thành phố Trà Vinh uống cà phê luôn á. Và cà phê này sao cô có thể là cho bà con cô bác biết rồi? Ngon. Ngon lắm ha. Bán không kịp luôn á cả nhà. Chỉ có một cái bàn, hai cái bàn thôi cả nhà. Rồi bán không kịp á. Bán không kịp. Một ngày vậy bán được mấy tỷ? Một buổi thôi. Một buổi à. Bán có một buổi hả cô? Trời ơi, bán có một buổi à, 15 kg bún á cả nhà. Trời ơi, quá trời luôn rồi cả nhà. Bún ngon lắm nhưng mà cái chỗ á cái đĩa phải không có. Dạ. Không phải không? Thì mỗi người mỗi chỗ thì mỗi chỗ bán. Chỗ nào? Đúng rồi. Không, ở đây nhiêu? Ở đây có 20 cái gì phải không? Trong bún. Hơn em có bún chín cô bán một túi vậy có 15 ngàn hả? Thấy trong người mất đỡ ngoài có chừng là 28 ngàn biết 4 ngàn thôi bây giờ mấy em đi có dạ, giống như là mình chọn là muốn rồi rồi mua đại đi sáu tư dạ chọn vẹn á nguyên tô đặc biệt á là bao nhiêu mua mấy tờ rồi mua dạ. Giùm em đi 49 đi chị mà đặc biệt nói chung là đặc biệt đủ thứ là 35 ngàn ha cả nhà. Bún nước lèo Trà Vinh còn bên mình bún nữa bún mình bên mình thì 4 chục. Gần cuối đường chợ cá nha cả nhà, chợ cá thành phố Trà Vinh. Tiền này để lẻ cho không hơn già cũng thật. Cô Thấm thật. Dạ. Không hơn già cũng thật. Cô Thấm về làng. Về làng bưng tô bún. Cũng ngon nha. Còn bên Sóc Trăng mình thì có đầy đủ thì một tô tới 40. Dạ. Bên mình thì tới 40. Cuốn gói vậy là thịt gì? À heo quay hả? Nguyên gói hả? Ủa heo quay không để dĩa để gì hả? Vậy đó bao nhiêu vậy vậy cô? Cô một tô vậy đúng không? Ngộ quá một tô đặc biệt có tất cả là 35 ngàn 35 hả? Trời ơi, ở đây là vui chảy trong chợ rất là đông luôn ha cả nhà. Có người bưng bê này kia rất là nhiều luôn ha. Cô bán bún ở đây là mà được mấy năm rồi cô? Trời ơi, mà không quá hơn 40 năm. Hèn chi bún có tên tuổi là phải rồi. Bán một buổi 15 kg là phải rồi. Hồi năm 1000 mấy? 980. Năm 1980. Trời ơi. Trời. Cái này
này mình có bí quyết gì không cô? Rồi bây giờ mình đi, đi chưa? Uống cho hết đi đi. Mất đái lắm, uống nhiều quá mất đái nè. Trời ơi, mối hơn 4 năm luôn hả bà cụ? Trời ơi. Hơn 40 năm. Nó chủ trà dịch, dịp vô xuống chơi. Bữa nay nhớ các bạn thương chạy ra. Lưu lại hình ảnh. 81 tuổi rồi. Dạ. Cô Hà điếu cà phê bà Hà. Còn khỏe ha cậu ha. Đủ con biết là bao nhiêu? 33 năm. Ai đủ tận 3 năm. Dạ. Mối hơn 40 năm. Chắc là bà cụ dùng hồi tô chắc còn mấy ngàn bạc quá. Hồi lúc mới là chắc cỡ 3-4 ngàn, 5 ngàn. 3 ngàn. Trời ơi, dùng tôi bún hồi lúc còn 3 ngàn mà bây giờ lên tới 35 ngàn, lên gấp 10 rồi. 35 ngàn là đủ hết. Dạ, 35 ngàn thì đầy đủ. Còn nếu mình ăn tiện đó, mình không ấy thì mình có gì ăn gọi là ăn rộn. Mình có gì ăn gọi là ăn rộn. Thôi thì bây giờ cô Thảo Sương và người đi cũng chào bà con cô bác. Mình đi trong chợ tiếp theo cô đúng rồi.